Chắc thế thôi. Thì nếu mà các bạn có nhu cầu quan tâm mẫu xe này thì xin mời hãy đến Enica để trải nghiệm lái thử mẫu xe này. Chúng ta có thể nâng cầu lên để kiểm tra những phần gầm. Xem xe ở Enica thì rất là dễ dàng thôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều để chúng ta để tìm được một chiếc xe ưng ý. Đó, thuận mua vừa bán. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong phân khúc SUV hạng B thì Kia Seltos là một cái tên mới nổi, một cái tên đình đám. Nó đã lật đổ các vị trí độc tôn của Hyundai Kona Ford EcoSport. Vâng, và ngày hôm nay nó đã xuất hiện tại Enica Việt Nam. Đây chính là phiên bản cao cấp nhất 1.4 Blazer được sản xuất năm 2021. Chúng ta còn một phiên bản cũng Blazer nữa 1.6 thì nó sử dụng động cơ thường, động cơ hút khí tự nhiên. Và đây là phiên bản 1.4 có sử dụng turbo tăng áp nhé, rất là xịn sò luôn. Đời 2021 và nó đã lăn bánh được 29.000 cây rồi, biển gốc thành phố. Mẫu xe này hiện tại Enica đang chào bán với mức giá chỉ xung quanh 700 triệu đồng thôi, tiết kiệm được khoảng 150 triệu đến 180 triệu tùy từng tỉnh đăng ký nhá. Thì so với xe mới, như thường lệ thì chúng ta sẽ xem phần ngoại thất của mẫu xe này trước. Thì thực ra đây là một mẫu xe mà nó thiết kế nó rất là nam tính và cá tính luôn. Kích thước tổng thể của Kia Seltos thì nó dài, rộng, cao hơn so với đối thủ cùng phân khúc như Kona MGZS hoặc là Honda HR-V khá là nhiều. Đó, chúng ta nhìn nó rất là bề thế nhá. Đây là một chiếc xe được sản xuất năm 2021, tư nhân một chủ nên là nó còn rất là mới, thậm chí là sơn zin của phần ngoại thất xe còn khá là nhiều. Tất cả mọi chi tiết ở phía bên ngoài nó còn khá là mới. Ví dụ như chúng ta nhìn cụm đèn pha của nó nhé. Đèn pha của Seltos thì được trang bị là đèn pha full LED rồi và đèn pha auto, vì đây là cũng là phiên bản cao cấp mà. Đó, kể cả đèn gầm bên dưới chúng ta nhìn cũng là đèn LED hết này. Mọi chi tiết nhựa đen của phần cản trước còn khá là ok. Đó, thiết kế phần đầu xe rất là đẹp nhá, nhìn quá là hầm hố luôn. Rồi, xin mời các bạn sang phần phía thân xe này đi. Hiện tại phần vỏ bên ngoài này thì cũng có một số chỗ thì bác chủ xe cũng đã sơn xi lại một chút, ví dụ như phần cản trước. Những cái này thì nó cũng không tránh được rồi. Đó, phần thân xe thì chúng ta nhìn cái bộ mâm hợp kim này, kiểu dạng nan hoa. Nó thiết kế rất là khỏe khoắn của Seltos nhá. Đó, bốn lốp thì vẫn còn zin theo xe. Đây, lốp Goodyear này, có kích cỡ là R17. Rồi, toàn bộ hốc lốp bên trong cũng vẫn là nguyên bản, chưa có bị đâm vạ ảnh hưởng phần hốc lốp. Ở bên dưới babule này cũng thế này, chúng ta nhìn babule phần dưới này nó thiết kế bằng nhựa thôi, nhưng mà hiện tại thì Khải nhìn nó cũng không có vết xước gì cả, rất là ổn luôn nhá. Gương chiếu hậu của Seltos được trang bị đèn LED báo rẽ, có tích hợp chỉnh điện, gập điện đầy đủ hết rồi. Toàn bộ các kính lái, kính cánh cửa của mẫu xe này bác chủ xe cũng đã dán phin cách nhiệt. Rồi, chúng ta xem qua phần cánh cửa lái. Đây là một mẫu xe siêu lướt nên là nó còn rất là mới. Toàn bộ keo chỉ bốn cánh cửa vẫn còn nguyên zin, chưa bị mất một phân chỉ nào. Đó, rồi chúng ta ngồi thử hàng ghế thứ hai luôn nhé. Vâng, như lúc đầu Khải đã nói rồi, đây là một mẫu xe rộng nhất trong phân khúc. Đây, chúng ta nhìn đây, mặc dù nó chỉ là một mẫu xe SUV đi trong đô thị thôi, nhưng mà hàng ghế thứ hai nó ngồi rất là rộng nhá. Phần trần xe cũng rất là sạch sẽ. Một vài chi tiết ở phần trần xe, ví dụ như cái phần đèn trần này, bác chủ xe còn chưa cần bóc ni lông ra, vẫn còn dính, nó còn quá là mới luôn. Ở bên dưới đây thì chúng ta nhìn thấy đây, có được trang bị cả cửa gió điều hòa ghế thứ hai, có cả cổng sạc USB ở đây. Rất nhiều option, xe của Kia mà. Rồi, tiện đây thì xin mời anh máy quay luôn phần ốc bản lề của cánh cửa sau. Đây, chúng ta nhìn nhá, xe này vẫn còn đánh dấu sơn của nhà sản xuất này, chưa bị phẩy sơn lại này. Rồi những cái đinh tán phần chỉ bên trong vẫn còn zin nhá. Rồi, cái tông màu ghế của bản 1.4 Ple là tông màu be. Chúng ta nhìn đấy, nó rất là hiện đại, rất là xịn sò luôn. Rồi chúng ta phần ra phần phía sau xe này đi. Đây, chúng ta nhìn cái phần cản sau của mẫu xe này nhá. Nhìn nó rất là hầm hố luôn này. Xe thì được trang bị 4 mắt cảm biến va chạm sau Kia Seltos. Đây, bản Ple, động cơ công nghệ là TDGDI. Đó, cam lùi zin theo xe, rất là sắc nét luôn. Chúng ta cùng xem cái cốp của nó nào. Rồi, cốp của Kia Seltos có dung tích cốp là, Khải nhớ không nhầm là khoảng tầm 430 lít, cũng tương đối là rộng rồi. Đây, chúng ta nhìn đây, nếu mà chúng ta đi gia đình như thế này là khá là ok rồi. Đây, các chủ xe rất là cẩn thận này, mua thêm cả những cái phần lót cốp như này, khi chúng ta để những cái đồ mà có nước nước thì nó không bị thấm xuống cái sàn nỉ này, nó không gây hôi xe. Đây, lốp sơ cua chưa hạ,
còn rất là mới, dụng cụ thay thế lốp đầy đủ hết nhá. Rồi, xin mời các bạn hãy cùng Khải bước vào trong khoang nội thất để chúng ta lái thử xe. Tiện thì chúng ta cảm nhận luôn cảm giác lái của mẫu xe này. Xin mời quý vị và các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta lái thử thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua phần nội thất của mẫu xe này nhá. Cái cảm nhận đầu tiên đó chính là nó còn rất rất là mới. Xe mới lăn bánh được có 29.000 cây thôi và chưa đến 2 năm sử dụng, còn khá là mới. Đầu tiên chúng ta nhìn nhá, phần trần xe này, ví dụ như là những cái tấm chắn nắng này, bác chủ xe cũng chưa bỏ cái phần ni lông ra. Đây chúng ta muốn nhìn, ví dụ như cái hộc để kính này cũng thế này, ni lông vẫn còn dính này. Đó, trần xe rất là sạch sẽ, sáng sủa luôn, không có bị xù lông, bị bẩn gì cả. Đó, đặc biệt là Khải rất thích bộ ghế da của Kia Seltos phiên bản này. Đây chúng ta nhìn này, ghế da tông màu be nhá, nhìn nó rất là hiện đại, rất là sang trọng luôn. Ghế còn căng đét, vô lăng cần số rất là mới. Đây chúng ta nhìn này, vô lăng thiết kế dạng đê cắt như này nhá, nhìn nó khá là thể thao. Và tất nhiên rồi, nói về Kia thì chúng ta không thể nói đến các option của nó được. Ví dụ như xe được trang bị khá là nhiều tính năng, đàm thoại rảnh tay, ra lệnh giọng nói, ga tự động cruise control. Ở đây thì chúng ta có cả đèn tự động này, gạt mưa tự động, rất nhiều option luôn. Một màn hình to bản có kích cỡ là 10,5 inch, rất là nhiều option luôn. Đặc biệt là Khải thích cái này này. Đấy, cam lùi, đánh lái theo góc chiếu nhá, rất là an toàn luôn. Ở đây thì chúng ta có thể chỉnh được cả cái đây. Đó, chúng ta nhìn cái tầm quan sát của nó này, chúng ta có thể điều chỉnh được. Đó, rồi có cả bản đồ, cảnh báo tốc độ rất là hay, nút để nổ start stop, sạc không dây, quá nhiều option luôn, gần như là full hết rồi. Ở đây thì bác chủ xe cũng đã lắp một cái cam hành trình khá là đẹp ở đây. Đó, không thiếu một tính năng gì luôn. Và đây là phiên bản cao cấp, được trang bị là 6 túi khí, còn các phiên bản khác thì chỉ được trang bị là 2 túi khí trước thôi. Đó, rất là an toàn. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy có cả nút điều chỉnh các chế độ lái này, drive và traction này. Ở đây thì chúng ta có thể điều chỉnh các cung đường, địa hình, đồi núi, tuyết. Đó, rồi chế độ lái là normal. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lái thử để cảm nhận khối động cơ được trang bị turbo tăng áp trên mẫu xe Kia Seltos này. Rồi, tất nhiên rồi, đây là một mẫu xe SUV hạng B. Đây là tầm quan sát rất là rộng luôn. Đặc biệt là Khải rất thích cái vô lăng dạng đê cắt này, cầm nó khá là sướng tay luôn. Rồi, xe được trang bị động cơ 1.4 có công nghệ turbo tăng áp, sản sinh ra công suất khoảng 138 mã, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép nhá. Con này sử dụng ly hợp kép 7 cấp rồi. Vào số rất là mượt luôn. Kể cả khi chúng ta đang đi giải tốc độ thấp này, nhưng mà cái cảm nhận của Khải đó chính là nó không bị trễ turbo. Đó, gần như đạp ga phát là nó động cơ nó sẽ vụt ngay. Ngồi bên trong xe gần như chúng ta không nghe thấy tiếng máy, máy êm ru luôn. Vô lăng rất là nhẹ nhé, vô lăng trợ lực điện rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi, chúng ta tăng tốc lên một chút. Chúng ta đi thì chúng ta sẽ cảm nhận thấy cái độ chắc xe bám đường rất là tốt của Kia Seltos. Cách âm cũng khá là tốt, cũng có thể là do xe này nó còn rất là mới nên là chúng ta sẽ thấy cái độ cách âm của mẫu xe khá là tốt luôn. Chắc thế thôi, thì nếu mà các bạn có nhu cầu quan tâm mẫu xe này thì xin mời hãy đến Enica để trải nghiệm lái thử mẫu xe này. Chúng ta có thể nâng cầu lên để kiểm tra những phần gầm, xem xe ở Enica thì rất là dễ dàng thôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều để chúng ta để tìm được một chiếc xe ưng ý. Đó, thuận mua vừa bán. Rồi, Kia Seltos phiên bản 1.4 Play 2021 siêu lướt, lăn bánh được 29.000 cây, tên tư nhân, biển gốc thành phố. Thì khi các bạn sang tên về Hà Nội, chúng ta sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển. Đó, nó rất là tiết kiệm so với mua một chiếc xe mới 29.000 cây thôi, nó còn khá là mới. Khải đã giới thiệu rồi, phần nội thất một số chi tiết vẫn còn dính ni lông nhá, siêu lướt rồi. Các bạn quan tâm mẫu xe này xin mời hãy nhấc máy gọi ngay cho Khải theo số điện thoại là 091 124 1881 nhé. Cứ gọi cho Khải là sẽ mua được xe. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.